À, đây là cái gì đây nè? Không phải, mình nghĩ nó không phải là không phải là cái con tôm đâu của anh chị mình nè, xác tôm đâu. Đây mình nghĩ là đây đúng là rác nè. Khi mà chúng ta chế biến con tôm á, mà trước khi chúng ta chế biến mà chúng ta không vệ sinh sạch sẽ thì rác nó sẽ theo con tôm đó nó vào. À, xin chào các anh chị. Thì hôm nay Hải sẽ mời các anh chị cùng Hải đi xem một cái loại thức chấm mà của anh chị mình, có một số của anh chị mình rất là thích luôn. Và có những cái món ăn mà chúng ta sẽ không thiếu cái món này, nếu thiếu thì nó sẽ không giống ai hết. Bởi vì mỗi người có một khẩu vị riêng, thì mỗi người thích một cái loại nước chấm, một cái gia vị riêng. Thì nếu như không có thì nó cũng như vô nghĩa của anh chị mình. Nhưng mà cái loại thức chấm này, để có một cái nhìn rõ ràng hơn, thì hãy mời của anh chị mình hôm nay đi xem mắm tôm ở dưới kính hiển vi, xem nó có thực sự là hợp vệ sinh hay không mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Nếu mà chúng ta không có nhìn, không có biết rõ hơn, rõ ràng thì đâm ra nó cũng mập mờ quá. Hôm nay Hải sẽ mời các anh chị mình cùng Hải xem mắm tôm qua kính hiển vi. Đây các anh chị, Hải đã bỏ ra một cái chén như thế này và Hải sẽ bỏ vào một cái lăng kính. Và mắm tôm này Hải mua ở ngoài chợ, không có nhãn mác. Thì đây nè cô bác anh chị, đây là cái mắm tôm mà Hải để qua kính hiển vi ở dưới chế độ phóng đại 40 lần, 40x đây. Thì thoạt nhìn thì chúng ta thấy những cái xác con tôm nè, cô bác anh chị mình thấy rõ những cái xác con tôm nó đỏ 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 nè. Đây, đó, những phần đỏ đỏ này là xác tôm của cô bác anh chị mình. Và ở vòng vòng cái xác con tôm như thế này, cô bác anh chị mình thấy những cái chấm li ti đen không? Ở đây không phải là con mắt tôm nữa các anh chị mình. Nếu mà chúng ta nhìn mắt thường á, chúng ta thấy những cái đốm đen đen ở rất nhỏ ở trong cái mắm tôm thì ta nghĩ nó là mắt tôm. Nhưng mà đây các anh chị, các anh chị nhìn rất là rõ về cái vấn đề này. Đây không phải là con mắt tôm, tại vì nó không có phải hình tròn các anh chị mình đâu. Đó là bụi bẩn thôi các anh chị mình. Đây là cái bụi bẩn thôi chứ không phải là mắt tôm đâu. Đó. Thì Hải sẽ mời các anh chị mình xem qua rõ ràng về dưới kính hiển vi về cái những cái chất vật chất có ở trong cái mắm tôm như thế này. Mắm tôm này mình mua ngoài chợ của bác anh chị mình nè. Đây là cái gì đây nè? Không phải, mình nghĩ nó không phải là cái con tôm đâu của anh chị mình nè, xác tôm đâu. Đây là cái vật gì đây nè, đó các anh chị mình thấy rất rõ không? Nó không phải là cái xác con tôm đâu. Còn những cái chấm tròn tròn này là bọt khí của anh chị mình đó. Thì cũng lâu quá rồi mình không sử dụng về vấn đề này, về kính hiển vi này, cho nên có những cái gì mà sai sót thì của anh chị mình bỏ qua cho Hải ha. Của anh chị mình thấy rất là nhiều cái đây cái chấm, những cái chấm đen như thế này nè. Đó. Thì mời các bác anh chị mình tiếp tục mình sôi rồi cái mắm tôm của kính hiển vi. Các bác anh chị mình thấy đây. Đây không phải là cái nó màu hồng hồng đỏ đỏ nữa mà nó đây là cái màu tím luôn. Đó. Có nghĩa là theo mình biết á, cái màu tím này mà khi mình làm ra con tôm mà nó thành ra mắm tôm mà màu tím nè, thì không phải là do cái con tôm nói chung là do con tôm nó chết lâu rồi đó mà làm ra thì nó sẽ có màu tím như thế này. Đó. Thì mình cũng biết sơ sơ về vấn đề đó thôi. Đó. Và các anh chị mình thấy đây rất là nhiều cái bọt những cái gọi là cái bụi bẩn á. Rồi mình sẽ đi sơ qua một lần rồi mình sẽ zoom lên 100x để cho chúng ta có một cái nhìn khác hơn ha các anh chị mình ha, rõ ràng hơn. Đây không phải là cái xác tôm, các anh chị mình thấy rõ không? Đây cũng giống như là một cái sợi rác gì đó. Đây mà nó rất nhỏ thôi đó. Và đây cũng không phải là cái xác tôm, các anh chị mình thấy nó đen đó. Đây không phải là xác tôm. Đây một là bụi bẩn thôi, hai là cô bác anh chị mình thấy nó giống cái càng của con kiến gì không? Đó. Đó, nó dơ cô bác anh chị. Và đây
Đây con tôm này của bác anh chị mình thấy nó màu tím không? Đó. Thường con tôm mà nó của bác anh chị mình thấy á, mà nó khi chúng ta chế biến nó thì nó sẽ màu đỏ hoặc màu hồng, màu cam. Còn con tôm này là màu tím nè của bác anh chị mình. À, và ở gần con tôm này nó có một cái đen. Đây mình nghĩ là đây đúng là rác nha. Khi mà chúng ta chế biến con tôm á, mà trước khi chúng ta chế biến mà chúng ta không vệ sinh sạch sẽ thì rác nó sẽ theo con tôm đó nó vào. Đó. Thì đây. Đây là cái con tôm nè, đây là hình như là cái đuôi tôm nè các anh chị mình. Và đây là cái đầu tôm nè, đó. Nhưng mà con tôm này nó màu tím. Theo mình biết á thì nếu mà con tôm nó chết lâu rồi mà chúng ta làm mắm á thì nó sẽ có màu tím như thế này. Đó, còn nếu mà con tôm mà nó chưa chết lâu á, nó mới chết á, hoặc là nó còn tươi á thì chúng ta làm thì nó sẽ có màu cái màu cam, màu đỏ, màu hồng. Ở đây cũng là một cái đây cũng là một cái loại là rác nè của anh chị. Của anh chị thấy rất là nhiều cái li ti nhỏ. Thì bây giờ mình sẽ phóng đại lên 100 lần ha của anh chị mình để chúng ta có cái nhìn rõ ràng hơn về vấn đề này. Đây. Thì đây là một cái cọng rác mà mình thường nghĩ nó rác bình thường thôi, nhưng mà của anh chị nhìn đây, đây mình nghĩ nó là cái chân hay là cái chân hay là cái đầu của con gì của anh chị mình đó. Thì của anh chị mình ai mà biết được có thể là phóng đoán được hoặc là diễn tả được con này thì cứ comment với phần nhận xét ha, mình sẽ học hỏi thêm rất là nhiều cái bụi bẩn của anh chị mình. Những cái bụi bẩn này nó li ti nè, anh chị mình thấy không? Đây không phải là mắt tôm đâu. Thì đó. Thông qua cái video này thì mong rằng nó giúp ích được của anh chị mình. Sắp tới đây thì mình sẽ có một cái video nói về cái vấn đề là nước muối loãng và nước mà có vi khuẩn á, xong rồi mình bỏ nước muối loãng vào á, thì nó sẽ có một cái nhìn cận cảnh cho cô bác anh chị mình. Khi mà chúng ta ngâm cái dược liệu qua nước nước muối loãng và rửa qua nước sạch á, thì nó có tác dụng gì, vì sao Hải cứ tối ngày cứ chia sẻ cho cô bác anh chị mình là cứ ngâm qua nước muối loãng, rửa qua nước sạch để ráo. Thì như vậy thì Hải sẽ có những cái video như trực tiếp như vậy để cho chúng ta có cái nhìn rõ ràng hơn. Nhưng mà thì hiện tại thì Hải cũng rất là ít thời gian, cho nên là Hải không có thực hiện được những cái chưa thực hiện được. Thì Hải sẽ hứa với các anh chị mình một ngày gần nhất thôi, Hải sẽ thực hiện cái vấn đề này để cho các anh chị mình rõ ràng hơn. Thì đi sơ lược về cái ở đây là chỉ ít thôi, không được một giọt mắm tôm nữa, nhưng mà nó lại có rất là nhiều cái mà chúng ta cần để ý như thế này. Các anh chị mình đó, không được một giọt mắm tôm này. Ở đây có một cái viên, đây các anh chị mình thấy rõ không, đây là cái viên bụi nè, bụi bẩn nè, chứ không phải là trong mắm tôm nè. Như vậy thì Hải khuyên các anh chị mình khi mà chúng ta sử dụng mắm tôm đó, thì chúng ta nên sử dụng mắm tôm có nguồn gốc rõ ràng đó, có thương hiệu, có nhãn mác rõ ràng, thì nó sẽ giúp cho chúng ta nó an toàn hơn. Tuy rằng những cái bụi như thế này nó không có nó không có làm hại sức khỏe chúng ta, nhưng mà nó sẽ rất là mất vệ sinh. Thì đây của anh chị hồi nãy mình thấy cái này nè, nhưng mà mình không biết tưởng tượng ra đó là cái gì luôn. Ở đây không phải là con tôm rồi, chắc chắn là như vậy rồi. Ở đây là cái gì đây nè, chứ không phải là cái xác tôm rồi đó. Rất là ghê, nhìn ở trong này nó giống như cái trứng của cái con gì của anh chị mình nè, rất là ghê. Ở này thì mình bảo đảm luôn là nó sẽ đi theo trong khi chúng ta chế biến cái mắm tôm thôi, chứ không có mà tự nhiên nó rớt vào đây đâu. Đây là cái trứng con gì nè đó, thì chúng ta có cái nhìn rất là rõ ràng. Ở đây là phóng đại chỉ 100x thôi của anh chị mình nè, chứ nếu mà phóng đại lên nữa thì nó cũng mình sẽ coi nó rất là rõ ràng hơn. Nhưng mà chỉ cần 100x như thế này thì các anh chị mình đã thấy rất là rõ về cái đây. Không phải là con mắt
những cái chấm đen đen này của anh chị mình đây, thấy rõ không? Đó phải là con mắt đâu. Đây là một cái bụi bẩn thôi, chứ không phải là con mắt của cái con tôm. Đó, đây này nè. Đó, đó phải con mắt tôm đâu của anh chị mình. Rất là nhiều, đây, đây là con tôm. Mà trong con tôm này nó có, hình như là nó có phân của anh chị mình. Thì dĩ nhiên rồi, đâu có mần được từ con được. Ở đây cái xác con tôm nè, nhưng mà ở trong nó lại đen thui à. Như vậy thì bùn sình hay là cái gì ở trong con tôm này, chứ không phải là cái xác tôm. Nếu xác tôm thì nó sẽ màu đỏ thôi, và cái thịt tôm thì nó sẽ màu ngà ngà như thế này. Đây, đây là cái thịt tôm ngà 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 như thế này của anh chị, khi mà chúng ta xay ra đó. Còn cái này thì nó ở trong nó đen thui. Đây, đó. Thì như vậy thì chúng ta đã có một cái nhìn cận cảnh đó, về cái vấn đề là tôm, mắm tôm có hợp vệ sinh chúng ta hay không. Rồi, ở dưới cái độ phóng giải, phóng đại 100 như thế này thì các anh chị mình cũng đã có một cái nhìn rõ ràng hơn. Đây, cũng là một cái viên bụi đây. Đó, cái viên cái này bụi hay cát hay gì các anh chị mình. Đó, các anh chị mình thấy rõ không? Đó, bụi hay là cát gì đó. Nè, còn đây là cái phần thịt tôm nè. Đây, đó, cái phần thịt con tôm nó màu hồng hồng như vậy, chứ nó không phải là cái màu đen. Đây là cái chân hay là cái gì của con tôm này, hay là cái mũi nhọn trước cái đầu của nó đó. Đó. Và những cái tròn này là cái bọt khí này của anh chị này. Cái bọt khí ấy, khi mình bỏ cái vật mình lên mình sôi ấy, thì nó không đều, có bọt khí như thế này. Tại vì mình cũng không có chuyên nghiệp á, cho nên là cũng cái thao tác nó cũng chưa có đúng đúng lắm. Đây là những cũng là không phải là con tôm, nó đen đen như thế này làm gì là con tôm, đúng không cô bác chị mình? Đó, thì đi sơ lược thôi, cũng một ít thôi, nhưng mà lại rất là nhiều cái vấn đề mà để cô bác anh chị mình có thể chú ý và theo dõi. Nói chung thì những cái dạng video như thế này Hải chỉ làm thêm để cho cô bác anh chị mình có một cái nhìn rõ ràng hơn về cái những cái chất liệu hay là những cái gì đó chúng ta thường gặp hàng ngày. Thì đây, đó, hãy sẽ quay lại cái này cho các anh chị. Không biết nó là cái gì. Rồi, thì vậy là chúng ta, của anh chị và Hải đã cùng trải qua một cái thời gian vài phút để chúng ta có thể chiêm ngưỡng được những cái chất, những cái bụi bẩn ở trong và những cái loại dị vật ở trong cái mắm tôm mà chúng ta không có biết được nó là cái gì, nhưng mà nó thực chất ra nó là bụi bẩn và không hợp vệ sinh với những cái nói chung là mắm tôm mà trôi nổi như thế này. Hải thường nếu mà Hải ăn á, thì Hải sẽ mua mắm tôm ở siêu thị hoặc là có nhãn mác rõ ràng. Còn những mắm tôm này hôm nay Hải muốn là đến của bác chị mình, nói chung là gửi đến của bác chị mình một cái nhìn rõ ràng hơn về cái mắm tôm trôi nổi. Thì mong rằng sau này của anh chị mình là khi mà muốn sử dụng mắm tôm thì chúng ta nên mua những cái mắm tôm mà nó có thương hiệu rõ ràng. Ngoài ra thì trong môi trường muối như thế này thì mắm tôm nó sẽ không có vi khuẩn hay là con gì đâu của anh chị mình. Nó chỉ có rác và bụi bẩn thôi. Như vậy thì mong rằng những cái video như thế này nó có thể giúp của anh chị mình có một cái nhìn rõ ràng hơn. Nếu như có của anh chị mình muốn mình soi rọi về những vấn đề gì mà chúng ta thường gặp hàng ngày, thì của anh chị mình cứ comment ở phần nhận xét, Hải sẽ cố gắng thực hiện cho các anh chị mình. Rồi, thì hôm nay Hải đã chia sẻ xong cho các anh chị mình cái nhìn của mắm tôm qua kính hiển vi để có cái nhìn khác hơn. Thì rất cảm ơn các anh chị mình đã đồng hành và ủng hộ Hải trong suốt khoảng thời gian qua. Hải thì không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn các anh chị mình rất là nhiều. Và cuối video thì mình chúc cho các anh chị mình có một sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Giờ Hải đến đây, Hải xin được kết thúc. Bye bye các anh chị mình nha.